Vâng ạ, em đang nghiên cứu làm cái bộ máy tuần hoàn nước nha. Cái nguyên lý làm nước mình sẽ rút theo cái đường này nè. Đây là cái nguyên chậu nước nha, rút theo đường này đây. Đó, rút lên đường này rút vô đây. Vô đây khi mà mình mồi nước vô đây, cái đây là một ống bự nha. Đó, ống bự này là ống 140, nó chứa đầy nước. Đầy nước này, xúc nước này nén xuống nó mới chảy ra đường này. Đó, nó chảy theo đường này nè. Nén ở dưới này nè, đó, nén nén xuống theo đường này đây. Theo này chảy ra đường này, chừng này chắc nó mình qua một cái ống, ống này đừng cho nó hút hơi ngược chiếu vô lại. Ống này cái ống này, cái bộ ống này đừng cho hút hơi ngược, nó chảy nước ra. Đó, theo nguyên lý như vậy, nguyên lý là rút nước lên từ đây. Ha. Đó, từ đây đây xuống đây cả bộ ống nước này đựng nước đã nén nén nước chảy xuống xuống đây. Xuống đường này nha. Đó, xuống đường này đây. Này chảy ra đây vậy. Nó còn ở trên này là cái bộ mồi nè. Bộ mồi đây mồi mồi nước thiệt nhiều ở đây, bộ quanh nè, đó. Mồi nước thiệt nhiều đây cho giữ nước đây, cho kín hơi đây, cho kín hơi chỗ này. Đây là bộ mồi mồi ở trên có quanh luôn. Nó mồi nước đầy đây cho giữ kín hơi chỗ này, kín hơi chỗ mà đường nước dẫn lên á. Tuần hoàn vậy. Nó chạy tuần hoàn vậy. Theo nguyên lý vậy nha, nhưng mà tôi làm sớm giờ là nó không được. Nó chảy ra chút xíu là mắc nước rồi. Đó, bây giờ là sáng giờ cưa cắt làm đóng dây luôn nè. Dây đồ đóng luôn không được. Đó, các bác nào mà có cái cách nào á chỉ giúp em cái, em biết đường rồi. Nuôi xuống mà nó không ra, nó ra mở quanh trên này cái là nó ra nước, nó hết hơi là phá lên, hết hơi là nó hết ra nước rồi. Nó ra nó rút nước nè, đường nước nè, rút rồi lên, rút lên nó rút lên nổi. Đó. Em làm đã hết cách rồi đó. Có bác nào mà có ý nào hay mà chính xác thì chỉ giùm, mà xin cảm ơn nhiều nha. Đó. Rồi cảm ơn anh em nào mà xem cái video này tư vấn giùm cái, thật lòng cảm ơn luôn. Vậy nè. Đó, làm sáng giờ đường này dẫn nước lên. Đó. Dẫn nước vô cái bộ nén. Đây là bộ nén này, nén nước nè. Đó, chứa ống mà lớn lắm, nén nước dẫn xuống. Cái quy luật nó vậy đâu, cái bây giờ nó không nước, không biết còn bí quyết nào thì anh em biết chỉ dùm, xin cảm ơn. Rồi. Xin cảm ơn anh em xem video này nha. Bye bye.